Dự kiến công bố quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 vào tháng 11 năm 2024, sớm 3 tháng so với mọi năm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 được thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có quy mô, tính chất rất mới, là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2024-2025. Để đảm bảo hiệu quả và tính chính xác, ngay từ đầu năm 2023, lãnh đạo Bộ đã tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 phải đảm bảo gọn nhẹ, giảm áp lực, giảm tốn kém và đảm bảo chất lượng, đánh giá khách quan chất lượng dạy và học. Đồng thời cung cấp dữ liệu đủ tin cậy để tuyển sinh các cơ sở giáo dục, đại học, cao đẳng làm công tác tuyển sinh của mình. Nói chung, dù phương án hay quy chế thi có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì việc trước mắt của các sĩ tử 2K7 vẫn là tập trung nhiều vào khối thi mà mình đã lựa chọn. Chỉ có quyết tâm học mới có thể ứng biến được với mọi thay đổi bất kỳ có thể xảy ra. Học như thế nào để giỏi toàn diện, trang bị tốt cho mình những kiến thức nền tảng, làm nền móng vững chắc. Xong thì mới có thể bước tiếp những bước tiếp theo, đó là xem kỹ các ví dụ minh họa kèm theo phương pháp giải ổn rồi bắt đầu luyện đề để củng cố kiến thức và tự rút kinh nghiệm. Nãy giờ được lấy trong cuốn sách học giỏi toàn diện toán lý hóa 12 này đấy, cực kỳ hữu ích cho các bạn học khối A luôn nhé.